Chào mừng quý cô bác đã trở lại kênh Món Chay của Mẹ Quê. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý cô bác một món chay nhanh gọn đơn giản để ăn cơm luôn nha. Đó chính là khoai môn xào sả ớt. Ngoài khoai môn thì quý cô bác có thể dùng khoai lang nè, hoặc là khoai tây. Khoai môn thì béo béo, thơm thơm, vị mặn mặn, ngọt ngọt, thêm một chút cay từ ớt. Ăn cơm rất ngon, đặc biệt là làm rất dễ. Quý cô bác thấy thích thì xin mời vào bếp cùng làm với em món này nha. Chỗ em hay còn gọi khoai môn là khoai cao. Về nguyên liệu thì em đã ghim trên màn hình rồi đó. Rất là đơn giản, chỉ cần có khoai môn nè, sả, ớt, đường, hạt nêm chay, nước mắm chay và một ít dầu ăn nữa là được rồi ạ. Khoai môn thì gọt sạch vỏ, cắt nhỏ cho vừa ăn, sả và ớt thì em băm nhỏ. Nguyên liệu như vậy đã sẵn sàng rồi ạ. Bây giờ quý cô bác cùng nấu với em nha. Em đun nóng dầu ăn, sau đó thì cho khoai môn vào và chiên cho nó vàng giòn. Đến khi nào mà vàng cái lớp da bên ngoài luôn nha quý cô bác. Khoai chuyển sang màu vàng như thế này, ở bên ngoài đã giòn rồi đấy ạ. Bây giờ thì em vớt ra. Khoai chiên xong, quý cô bác có thể mang đi xào sả ớt hoặc là chiên nước mắm lại cũng rất là ngon. Làm sốt sả ớt thì đơn giản thôi. Em phi thơ một ít sả và ớt, sau đó thì cho vào một muỗng canh nước mắm chay. Tùy loại nước mắm chay mà quý cô bác có thể cho ít hoặc là cho nhiều nha. Nước mắm chay em dùng nó cũng không quá mặn. Một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê hạt nêm chay. Em đảo đều, đợi khi nào mà nó sôi lên, nó hơi sệt sệt lại như vậy thì em cho khoai vào, đảo đều. Trong lúc đảo thì em cho cái phần sả băm còn lại vào đây luôn. Rất nhanh gọn, đơn giản phải không quý cô bác? Như vậy là đã có món khoai môn xào sả ớt rồi nè. Khi ăn thì khoai dẻo dẻo, thơm thơm, vị mặn ngọt cay cay. Ăn với cơm thì ngon vô cùng, thêm một đĩa rau luộc nữa thì rất hấp dẫn. Rất cảm ơn quý cô bác đã bỏ thời gian theo dõi video nha. Và xin hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau. Chúc quý cô bác thật nhiều niềm vui và sức khỏe ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.